năm đây, đã 20 năm trôi qua rồi. Ngày xưa ở tuổi này, ta đã săn được hươu nai, heo rừng. Còn Mai Sơn thì... đến cầm thanh kiếm còn không chắc. Mai Sơn, cẩn thận! Hoàng tử không sao chứ? Cảm ơn công tước Robert. Tôi không sao. Mai Sơn, sao con bất cẩn như vậy chứ? Dạ, con không sao rồi. Cha mẹ đừng quá lo lắng. Không lo sao được. Nếu không có Robert kịp thời cứu con, thanh kiếm kia đã đâm thẳng vào con rồi. Xin đức vua và hoàng hậu đừng trách mắng hoàng tử Mai Sơn. Dù gì, cậu ấy cũng đã rất cố gắng rồi. Con xin phép đi về phòng trước. Hoàng tử, để tôi giúp cậu. À không sao, tôi làm được mà. Cảm ơn Robert. Công tước Robert, vì tổ chức hội săn sắp tới thế nào rồi? Dạ thưa đức vua, mọi việc vẫn ổn. Thần đã chuẩn bị sẵn ngựa tốt, cung tên và bố trí binh lính quanh bìa rừng để đảm bảo an toàn cho đức vua và tất cả mọi người. Tốt lắm. Chuẩn bị có hội săn bắt ư? Sao cha chưa từng nói với mình? Thưa cha, con muốn được tham gia hội săn bắt sắp tới. Xin cha cho phép. Chuyện này thực ra là ta cũng rất muốn con tham gia, nhưng mà việc đi săn ở trong rừng rất là nguy hiểm. Dạ thưa cha, con đã trưởng thành, biết tự bảo vệ cho bản thân. Mong cha hãy chấp thuận. Con hứa sẽ chăm chỉ luyện tập hơn. Thôi được rồi, con nhớ phải đặc biệt cẩn thận đó. Dạ cảm ơn cha. Đây là cơ hội để mình chứng minh năng lực của bản thân. Nhất định mình sẽ không phụ lòng tin tưởng của vua cha. Cố lên, mình nhất định sẽ làm được mà. Cố lên. Con đã luyện võ thâu đêm rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Dạ thưa cha. Thiếp thật chẳng yên tâm chút nào. Nếu lúc đi săn Mai Sơn có mệnh hệ nào, chúng ta không thể nào bảo bọc con mãi được. Mai Sơn là người kế vị tương lai, con phải có cơ hội để trui rèn bản thân, chứng minh năng lực của mình với các công tước, bá tước khác chứ. Quang hô đức vua! Mọi người nghe đây, hôm nay là ngày hội đi săn truyền thống của Vương quốc. Đến khi mặt trời lặn, hễ ai săn được nhiều con thú nhất sẽ được trọng thưởng. Quang hô đức vua! Mai Sơn, con hãy luôn cẩn thận nha con trai. Dạ con biết rồi thưa cha. Đức vua yên tâm, thần đã bố trí binh lính âm thầm theo sát hoàng tử, sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Xuất phát! Đi thôi, ngươi làm sao vậy? Hoàng tử Mai Sơn, cậu biết cưỡi ngựa chứ? Tôi không sao. Để tôi giúp cậu. Bộ dạng này mà là hoàng tử của Vương quốc sao? Thấy chẳng xứng chút nào. Không sao rồi. Bình tĩnh lại nào, Mai Sơn. Hoàng tử Mai Sơn à, cậu đã cố gắng rồi. Tiếc là với khả năng của cậu hiện tại, e là chẳng thể bắn được chim trời đâu. À, hay cậu thử vào sâu trong rừng xem sao. Nghe nói ở đó có nhiều thú rừng hơn. Vậy à, được. Vậy tôi sẽ vào trong tìm xem. Cảm ơn công tước. Mình không thể để vua cha mất mặt được. Mai Sơn, cố gắng lên.
Một chút nữa thôi là mình bỏ mạng trong khu rừng rồi. Thật kỳ lạ, là ai đã cứu mình vậy? Hoàng tử, cậu không sao chứ? Tôi đến muộn, hoàng tử đừng quá sợ hãi. Tôi không sao, nhưng mà con thỏ này hình như bị ai buộc dây sẵn ở đây. Hả? Con thỏ mới ở đây mà. Ờ, chắc là hoàng tử qua mắt chăng? Làm gì có con thỏ nào như hoàng tử mô tả? Không thể nào, rõ ràng tôi thấy con thỏ bị buộc ở đây. Giống như có ai đó cố tình giữ tôi rơi vào hố gai này vậy. Cậu quá đa nghi rồi, hoàng tử Mason à. Có thể đây là hố do các thợ săn đào để bẫy thú rừng thôi. Đây là khu rừng vua cha và các công tước bá tước hay vào săn bắt. Ai lại dám đào chiếc bẫy nguy hiểm như thế này? Lá cây che chắn cẩn thận đến mức mắt người còn khó phân biệt được. Mình cảm giác trong khu rừng này có gì đó không an toàn. Kỳ hoàng tử, cậu không vào sâu trong rừng săn thú hay sao? Không cần đâu, tôi sẽ đi săn ngoài bìa rừng. Chà, mình phải tìm vua cha để cảnh báo mới được. Đúng là hoàng tử chết nhát. Phải triển khai kế hoạch dự phòng thôi. Cuối cùng cũng đợi được con mồi ngon rồi. Ai đó? To gan, ngươi là ai? Lính đâu? Dạ. Mẹ Sơn, đừng lại đây, nguy hiểm lắm. Mẹ Sơn, con chạy mau đi, nhanh lên. Con không thể bỏ ra một mình ở đây nữa. Đức vua, hoàng tử không sao chứ? Công tước trâu hết, tới này nổi gậy rất cao cường, ngươi hãy cẩn thận đó. Ngươi thật to gan, dám ám sát đức vua và hoàng tử. Hôm nay ngươi không thoát khỏi lưỡi kiếm của ta đâu. Ai? Mau cho người lùng sục khắp khu rừng, bằng mọi giá phải bắt được tên sát thủ đó cho ta. Thần tuân lệnh, xin đức vua và hoàng tử cứ về lâu đài dưỡng thương. Mọi việc ở đây cứ giao lại cho thần. Ngươi có công hộ giá, nhất định khi về lâu đài ta sẽ trọng thưởng xứng đáng. Thưa đức vua, bảo vệ người và hoàng tử là trách nhiệm và vinh hạnh của thần. Tạ ơn đức vua. Thưa đức vua, thần đã cho binh lính truy tìm cả ngày đêm nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của tên sát thủ. Ngươi hãy tiếp tục điều tra vụ này cho ta. Vương quốc ta bao nhiêu năm nay luôn được yên bình, đây là lần đầu tiên xuất hiện kẻ ám sát như thế này. Thần tuân lệnh, thưa đức vua. Riêng công tước Robert có công kịp thời hộ giá, ta sẽ thưởng cho 1 rương tiền vàng và 10 bình rượu quý. Tạ ơn đức vua. Nghe nói hôm nay công tước Robert đã đánh nhau với sát thủ, cứu đức vua và hoàng tử đó. Công tước Robert quả là người tài đức vẹn toàn, thật là ngưỡng mộ ngài quá đi. Từ tướng mạo đến tài năng đều hơn hẳn hoàng tử. Thì ai chẳng biết chuyện này, cứ nhìn hai tay và tay chân của hoàng tử xem có khác gì lừa đâu. Mà thôi, đừng nhiều chuyện nữa, mau đi làm việc thôi. Tại sao mình lại sinh ra khác với tất cả mọi người như vậy? Rồi ngay cái việc tự bảo vệ bản thân còn không được nữa, còn làm liên lụy đến cha. Rốt cuộc mình có gì xứng với ngôi vị hoàng tử của vương quốc này đây? Kế hoạch chu đáo như vậy, là kẻ nào đã cứu hoàng tử Mason? Thuộc hạ cũng không dám chắc, nhưng thấy dáng dấp hao hao một con khỉ. Khỉ? Làm sao có chuyện khỉ cứu người được chứ? Thôi, cứ coi như hắn phúc lớn mạng lớn, ta đành tìm cơ hội khác vậy. Nhưng thuộc hạ vẫn không hiểu, vì sao lúc trong rừng chủ nhân không cho thuộc hạ giết luôn nhà vua?
Không được. Nếu đức vua bỗng dưng bị ám sát, các công tước bá tước khác sẽ tranh quyền đoạt lợi. Binh lực của ta còn yếu, không nắm chắc phần thắng. Thuộc hạ tuân lệnh. Đức vua, người thấy thế nào rồi? Nàng đừng quá lo lắng. Chẳng phải ta và Mai Sơn đã bình an rồi sao? Nhưng mà có chuyện này, ta muốn bàn bạc với nàng. Ta cũng đã già rồi, cũng đã đến lúc tính chuyện truyền ngôi cho Mai Sơn. Nhưng mà Mai Sơn lại chưa có tài năng gì nổi trội, sợ khó lòng cán đáng được trọng trách vua của một nước. Giá mà Mai Sơn có một phần tài trí như công tước Robert thì tốt biết mấy. À, thiếp có ý này. Hay là ta hãy mời Robert dạy học cho Mason, cũng là để sau này Robert có thể phò tá lúc Mason lên ngai vàng. Đức vua thấy sao? Ta thấy rất hợp lý. Nếu có nhân tài như Robert phò tá thì ta sẽ an tâm hơn rất nhiều. Quyết định vậy đi. Đức vua cứ yên tâm, thần sẽ dốc lòng dạy mọi tuyệt kỹ võ nghệ mà thần biết cho hoàng tử. Tốt lắm. Công tước cứ nghiêm khắc dạy dỗ hoàng tử, ta hoàn toàn tin tưởng ở công tước. Cơ hội của mình đến rồi đây. Hoàng tử Mason, cậu dung kiếm mà chẳng có chút lực gì cả. Nào, cậu nhặt kiếm lên đấu với tôi đi, tôi chấp cậu một tay. Mong công tước chỉ dạy cho. Yếu đuối như cậu mà cũng là hoàng tử của Dương quốc. Công tước Robert, hôm nay cậu sao vậy? Thật đáng thương. Đường đường là hoàng tử mà cái gì cũng kém cỏi. Nếu tôi là cậu, chắc tôi chẳng có mặt mũi gặp ai. Thà bỏ xứ đi cho đỡ xấu hổ. Robert, cậu ăn nói cho cẩn thận. Vậy hoàng tử nói thử, những điều tôi nói có gì không đúng? Cũng có chút cố gắng đó, nhưng chia buồn với cậu, có cố gắng ra sao thì cậu cũng chẳng xứng là đối thủ của tôi đâu, hoàng tử Mason à. Ôi, hoàng tử Mason, cậu không sao chứ? Tôi nghiêm khắc cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu phải siêng năng hơn nữa mới tiến bộ được. Có chuyện gì vậy, công tước Robert? Thưa đức vua, hoàng tử cơ địa yếu ớt, vốn không thích hợp luyện võ nên cần phải cố gắng hơn người khác. Chắc hôm nay tập cả ngày rồi nên hoàng tử thấy mệt thôi. Cực nhọc cho công tước rồi. Dạ không sao ạ. Dù có tốn thời gian thế nào, thần sẽ cố gắng hết sức để dạy Mason. Thần xin cáo lui. Thật đáng thương. Đường đường là hoàng tử mà cái gì cũng kém cỏi. Nếu tôi là cậu, chắc tôi chẳng còn mặt mũi gặp ai. Thà bỏ xứ đi cho đỡ xấu hổ. Robert không thật ta muốn dạy võ cho mình. Không thể cứ trông chờ vào người khác như vậy được. Mình phải tự ra ngoài để tìm tòi học hỏi thôi. Nếu ở mãi trong lâu đài này, rồi ai cũng sẽ coi thường mình. Thưa cha mẹ, con biết lúc nào cha mẹ cũng hết lòng yêu thương và mong con trở thành người kế vị cai quản Dương quốc này. Tuy nhiên, con thấy mình chưa đủ tài đức để đảm đương trách nhiệm lớn như vậy. Con xin phép được ra ngoài chu du thiên hạ để tự rèn luyện và trau dồi bản thân. Sau một năm, con nhất định sẽ trở về. Mong cha mẹ đừng tìm con. Con may sinh. Thưa đức vua, thần nhất định sẽ tìm ra tung tích của hoàng tử. Người và hoàng hậu xin đừng quá lo lắng. Nếu tìm ra Mason, nhất định phải về báo ngay cho ta. Dạ, tuân lệnh đức vua. Thần xin phép đi ngay. Cha nuôi, cha hiện hình đi. Con có tin vui muốn báo cho cha biết đây. Con trai, có tin gì vậy? Hoàng tử Mason đã trúng kế khích tướng của con, bỏ nhà đi rồi.
đúng là cơ hội quý giá. Chỉ cần trừ khử hắn, ngai vàng kia nhất định sẽ thuộc về con. Con nói sao? Con trai của hoàng hậu đang ở bên ngoài lâu đài sao? Đúng vậy thưa cha. Vậy con đã tìm ra hoàng tử chưa? Vẫn chưa, nhưng con đã sai thuộc hạ truy tìm tung tích hắn rồi. Sao con hành động mà không hỏi ý kiến cha trước vậy? Con nghĩ đây là cách đơn giản nhất để diệt trừ mối họa, nên không muốn phiền đến cha nuôi. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Sao trông cha có vẻ lo lắng? Con có biết con đang tạo cơ hội cho Mason phá bỏ lời nguyền không? Lời nguyền gì vậy ạ? Sao cha chưa từng kể cho con nghe? Ta chưa kể vì chuyện này nói ra rất dài. Nhưng thôi, bây giờ con đã trưởng thành, ta sẽ kể rõ đầu đuôi sự tình cho con hiểu. Chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm. Khi ấy, ta vốn là thần cai quản đất đai ở vương quốc này. Một hôm, khi đang đi tuần loanh quanh trong rừng, ta nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái. Cứu với! Có ai không? Cứu với! Nàng có sao không? Ta đã diệt trừ con rắn kia rồi. Nguy rồi, đây là loại rắn cực độc, ta phải nhanh đi tìm thuốc giải mới được. Nàng bị rắn độc cắn, ta đã giúp nàng điều trị vết thương. Tuy nhiên, nàng cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày mới hồi phục hẳn. Vậy, ông đã cứu tôi. Ông là... Nàng đừng sợ, ta là thần cai quản đất đai tại vương quốc này. Tình cờ đang đi tuần trong khu rừng thì nghe tiếng kêu cứu của nàng. Tiếc là ta đến chậm một nhịp để nàng bị con rắn kia cắn một nhát ở tai. Xin cảm ơn ông. Nếu không có ông cứu giúp, e là nọc độc bây giờ đã phát tán khắp cơ thể. Nhưng nàng là ai? Sao lại một thân một mình vào rừng như thế này? Chẳng giấu gì ông, tôi là hoàng hậu của vương quốc này. Hôm nay tôi và các tùy tùng đi dạo trong rừng để hái ít nấm quý và hoa rừng. Chẳng may lại bị lạc đường. Chắc họ cũng đang rất lo lắng cho tôi. Tôi phải mau ra khỏi khu rừng này thôi. À, thì ra nàng là hoàng hậu. Từ đây đến bìa rừng khá hiểm trở, hãy để ta dẫn đường cho nàng. Được vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn ông. Quả là người con gái tuyệt sắc. Ước gì ta cũng có người vợ xinh đẹp như nàng. Tạm biệt ông. Tạm biệt. Kể từ lần tình cờ gặp hoàng hậu, ta đem lòng yêu mến và say mê nhan sắc của nàng. Vậy sau đó thì sao, thưa cha nuôi? Thần tiên và người phàm làm sao có thể nên duyên? Với lại, lúc đó hoàng hậu là vợ của đức vua kia mà. Lúc đó, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Tình yêu của ta dành cho hoàng hậu quá lớn. Vì vậy ta đã hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải có được nàng. Ta đã cầu xin chuyện này với thần mặt trời. Không thể được. Ta không thể chấp thuận chuyện phi lý, trái với đạo trời như vậy. Thưa thần mặt trời, nhưng tiểu tiên thật lòng yêu mến hoàng hậu, mong người hãy thương tình tác hợp. Vậy hoàng hậu có chấp thuận ngươi không? Hay đây chỉ là tình yêu từ một phía? Ngươi hãy từ bỏ ý nghĩ diễn vong này đi. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ người con gái mà tôi muốn đâu. Hoàng hậu, nàng còn nhớ ta không? Ông là vị thần tiên đã cứu ta ở khu rừng, sao ông vào đây được? Ta là thần cai quản đất đai ở cả vương quốc này, nơi nào ta muốn đến mà chẳng được. Ông đến có chuyện gì không? Nếu muốn được ban thưởng, tôi sẽ tâu với đức vua ngay. Thứ ta muốn chỉ một mình nàng mới có thể đem lại được mà thôi. Ông rốt cuộc ông muốn gì? Chính là nàng. Nàng có biết là ta đã yêu nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên không? Từ cái hôm ở trong rừng,
ta đã biết cả đời này không thể sống thiếu nàng được. Hoàng hậu, hãy làm vợ của ta. Không, xin ông hãy tự trọng và nhớ cho, tôi là hoàng hậu, là vợ của đức vua. Vậy thì đã sao? Làm vợ của thần tiên chẳng phải tốt hơn sao? Ta có phép thuật, quyền lực mạnh hơn bất cứ ông vua nào ở trần gian. Ta sẽ yêu thương và bảo vệ cho nàng suốt đời. Hoàng hậu, có chuyện gì mà nàng hốt hoảng vậy? Ta cho nàng thời hạn 3 ngày để suy nghĩ, sau đó ta sẽ đến đón nàng. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Đức vua, thiếp sợ tên thần tiên kia sẽ đến phá rối chúng ta. Hoàng hậu yên tâm, ta đã bố trí binh lính tinh nhuệ bảo vệ nàng rồi, không ai cướp được nàng ra khỏi lâu đài đâu. Bảo vệ đức vua và hoàng hậu. Hoàng hậu xinh đẹp của ta, nàng đã sẵn sàng để đi cùng ta chưa? Tôi sẽ không bao giờ đi cùng ông đâu. Ông đừng có ngang ngược như vậy, ta quyết không để cho ông mang vợ ta đi đâu. Các ngươi nghĩ có thể đấu được với ta sao? Vậy thì các ngươi sẽ tự chuốc lấy đau đớn, đừng trách ta. Đức vua, cứu thiếp. Không, hoàng hậu, không. Từ nay, hoàng hậu của ngươi sẽ là vợ của ta. Nể tình ngươi là vua của một vương quốc, ta tha cho ngươi một lần. Muốn sống thì đừng đi tìm ta làm gì. Mau lên, đi theo dưới nước của khe đất, tìm hoàng hậu gì cho ta. Tuân lệnh đức vua. Nàng đừng từ chối ta có được không? Ta sẽ đau lòng lắm đó. Thả ta ra, ngươi không xứng là thần tiên. Ta thà chết cũng không khuất phục kẻ ham chiếm hữu như ngươi. Mau trả hoàng hậu cho ta. Ta đã chừa cho ngươi một con đường sống, bây giờ ngươi lại thích chui đầu vào rõ. Vậy thì đừng trách tại sao ta độc ác. Không, đức vua. Thần đức, vì sao ngươi lại ngoan cố đến vậy? Tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu. Ngươi bắt giam hoàng hậu như vậy, không phải vì yêu, mà đó chỉ là lòng ích kỷ của bản thân ngươi mà thôi. Thần mặt trời, ông đừng cản tôi, tôi nhất định phải có được nàng ấy. Thì ra người chính là thần mặt trời tối cao, mong người hãy giải cứu cho hoàng hậu. Đức vua, có ta ở đây rồi, nàng đừng sợ. Nhà vua và hoàng hậu hãy tránh sang một bên, kẻo bị thương. Thần mặt trời, xin ông hãy thu lại ngọn lửa, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Thần đất, trước những việc làm sai trái của ngươi, ta ban lời nguyền rằng ngươi sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở đây. Chỉ khi nào đức vua của vương quốc này chấp nhận tha tội cho ngươi, khi đó lời nguyền mới được phá bỏ. Ngươi sẽ được giải thoát để lấy lại hình dáng như xưa. À, thì ra đây là lý do cha liên tục hối thúc con nhanh chóng chiếm được ngôi vua. Đúng vậy, chỉ cần con trở thành vua của vương quốc này, con có thể giúp cha phá bỏ lời nguyền mà thần mặt trời đã ban. Điều mà cha tin chắc là tên vua hiện tại sẽ không bao giờ chịu làm. Vậy còn hoàng tử Mê Sinh thì có lời nguyền gì mà cha lo lắng? Không lâu sau đó, cha nghe tin hoàng hậu mang thai. Thế là cha đã gom những quốc khẩn tu luyện thành viên ngọc nguyền rủa. Ngài viên ngọc tạo thành cũng là ngài hoàng hậu đang lâm đời. Thế là cha đã nguyền rủa con của họ khi sinh ra phải mang hình hài nửa người nửa lừa như hiện tại. Đứa trẻ đó sẽ bị thiên hạ cười chê và xem thường, sống đầy buồn đau. Thì ra là vậy. Tuy nhiên, nếu hoàng tử tìm ra được người con gái yêu thương cậu thật lòng thì lời nguyền sẽ bị vô hiệu. Chính vì vậy, nếu ra khỏi lâu đài, hắn sẽ có cơ hội gặp nhiều người. Ta chỉ e là
Cha nuôi yên tâm, với bộ dạng bây giờ của Mason, làm sao có ai chịu yêu hắn. Nhưng con không được quá chủ quan, phải tìm ra tên hoàng tử rồi tiêu diệt càng sớm càng tốt. Con đã hiểu, vậy con xin phép ra về, cha cứ đợi tin ở con. Sao rồi, đã tìm thấy hoàng tử chưa? Dạ, thuộc hạ đã đích thân tìm kiếm khắp nơi, nhưng tới nay vẫn chưa có tin tức gì. Tiếp tục tìm kiếm cho ta, chỉ cần thấy mẹ sinh, ngươi cứ chủ động trừ khử luôn, để hắn ta mãi mãi một đi không bao giờ trở lại được. Tuân lệnh chủ nhân. Không biết con trai mình bây giờ đang ở đâu, có ăn no mặc ấm hay không. Ta đã sai công tước Robert điều động binh lính đi tìm tung tích của Mason rồi, sẽ sớm có tin thôi. Ta thấy con trai muốn đi đó đây để học hỏi, đó cũng là điều đáng mừng. Nàng hãy suy nghĩ tích cực đi, đừng quá phiền muộn, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Nhưng từ khi sinh ra tới giờ, có bao giờ Mason xa khỏi chúng ta lâu như thế đâu. Thiếp thật lo cho con quá. Liệu ở bên ngoài con có gặp nguy hiểm gì không? Trời cũng sắp tối rồi, có lẽ mình cần phải tìm một nơi qua đêm mới được. Cậu cần gì? Chúng tôi vừa mới nghỉ bán rồi. Dạ, con là người từ xa đến, vì trời đã tối mà chưa biết tất túc ở đâu. Ông bà có thể cho con ngủ nhờ ở đây một đêm được không? Con sẽ trả tiền đầy đủ. Cũng được, nhưng nhà chúng tôi chật hẹp, có gì cậu đừng có chê nha. Như vậy tốt quá rồi, con cảm ơn ông bà. Ông bà lão kia, đã có tiền đủ trả nợ chưa? Xin ngài thư thả cho ít bữa, vợ chồng tôi già cả, mỗi ngày bán nước kiếm tiền không được nhiêu đồng. Thôi, đừng có khóc lóc nữa. Bọn tôi nghe riết á, nhức luôn cái lỗ tai rồi. Giờ có trả không? Dạ đây, là tiền chúng tôi bán được hôm nay. Ngài cầm đỡ cho. Chết liền. Cái lưng của tôi. Trời ơi, bà có sao không? Mấy người có gì thì từ từ nói. Bà nhà tôi vừa mới khỏi bệnh xong. Trời ơi, tụi tôi đến đòi nợ. Mấy đồng tiền lẻ này á là gì so với số nợ của hai người? Không có nói nhiều, hôm nay không trả đủ thì tụi bay phá cái quán này cho ta. Đứng tay lại. Tưởng ai to gan thì ra chỉ là kẻ yếu ớt. Nè, người ở đâu tới, biết bọn ta là ai không? Là ai thì cũng không được bắt nạt hai ông bà già yếu chứ. Ta chính là... Không được, mình đã quyết tâm đi chu du thiên hạ như một thường dân rồi. Nếu bây giờ nói ra thân phận hoàng tử, mọi kế hoạch của mình sẽ khó thực hiện tiếp được. Sao? Ngươi là ai? Tôi chỉ là người qua đường thôi, nhưng thấy chuyện bất bình, không thể để yên được. Không để yên á, thì ngươi làm gì được bọn ta? Hả? Cái tên yếu ớt kia. Chúng có nhiều người, nếu đánh nhau e rằng mình không thể nào thắng nổi. Phải nghĩ cách gì thôi. Kìa chàng trai trẻ, cậu mau đi đi. Đừng có nhiều lời, không trả đủ thì xiết nhà cửa cho ta. Khoan đã, tôi sẽ trả giúp cho hai ông bà. Hả? Ngươi, nhìn bộ dạng của ngươi á thì có được mấy đồng? Nhiêu đây đã đủ trả nợ cho hai ông bà này chưa? Cũng tạm tạm đó. Không ngờ nhìn ngươi vậy mà cũng có nhiều tiền nhỉ. Nếu đã lấy tiền rồi thì các ngươi hãy đi cho. Ta chợt thấy túi vàng này vẫn chưa đủ, nhưng thêm con ngựa này thì sẽ đủ đó. Dắt ngựa tụi bay. Ngươi sao? Ngươi phản đối à? Thôi được rồi, ngươi lấy đi, và đừng làm phiền tới ông bà chủ quán nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều nghe. Sau này nếu cậu cần giúp đỡ, vợ chồng già này quyết không từ chối. Nhưng mà ông bà cho con hỏi, vì sao ở Vương quốc lại có những kẻ ngang ngược lộng hành như vậy? Sao ông bà không báo lên các công tước bá tước cai quản dụng? Vậy là cậu chưa biết rồi. Nghe nói bọn chúng quen biết với công tước gì đó thế lực lắm. Chúng cho người dân mượn một, nhưng bắt trả gấp 10, gấp trăm lần. Ai không trả nổi thì bị đánh đập, xiết nhà cửa, làm nô dịch. Nói chung
Từ ngày khu vực này chịu sự cai quản của công tước mới, đời sống người dân không còn thái bình thịnh vượng như trước nữa rồi. Vậy à, công tước nào mà lại lộng hành như vậy? Khi mình trở về lâu đài, mình phải báo chuyện này với vua cha biết mới được. À, dạ, nhà tôi chẳng có gì nhiều, có ít bánh trái tôi chuẩn bị sẵn, cậu hãy cầm lấy để ăn dọc đường nha. Dạ cảm ơn bà. Vợ chồng tôi mới phải là người cảm ơn cậu. Nhất định sau này nếu có dịp, chúng tôi sẽ báo đáp ân tình của cậu. Ông bà đừng khách sáo. Thôi, con phải lên đường kẻo trễ. Tạm biệt ông bà. Thưa thủ lĩnh, ngài đến gặp thuộc hạ có chuyện gì ạ? Nói mau, ngươi lấy ngựa và túi tiền vàng này từ đâu? Dạ, có một thằng nhãi ốm yếu lạ mặt, không biết từ đâu đến. Đây là ngựa và túi tiền của hoàng tử. Hắn đi hướng nào? Hướng ngôi nhà bán nước đằng kia, thưa thủ lĩnh. Nhưng có chuyện gì sao? Đó chính là hoàng tử Mẹ Sinh, người công tước đang tìm kiếm. Hả? Đó là hoàng tử sao? Thuộc hạ thấy hắn mặc đồ thường dân, chẳng giống con vua chút nào. Hắn ra ngoài thì phải cải trang, có vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra hả? Truyền lệnh của công tước, hễ thấy hắn phải lập tức trừ khử cho ta. Đi lâu như vậy mà không thấy nhà dân nào cả. Thôi, mình nghỉ tạm ở đây một chút vậy. Ngươi cũng đói bụng sao? Nè, ngươi có ăn thì cũng phải chịu cho ta một chút chứ. Mau trả túi đồ đây. Âm thanh nghe thật trong trẻo và vui tươi làm sao. Mình phải tìm hiểu đó là gì mới được. Tiếng đàn này quả thật hay hơn tất cả mọi giai điệu mình đã từng nghe trong lâu đài. Thật là thứ thanh âm kỳ diệu. Mình phải xin học mới được. À, tuyệt quá thưa ông. Đây là khúc nhạc tư du nhất mà con từng được nghe. Cậu là ai? Sao lại đến làng quê hẻo lánh này? Dạ con tên Mason, đang đi chu du thiên hạ để học nghệ thì tình cờ nghe được tiếng đàn của ông nên tới nơi này. À, là con khỉ ăn trộm túi đồ của con. Nó là khỉ của ông sao? Loic, ngươi lại trêu ghẹo người khác nữa à? Trả túi đồ ăn cho chàng trai trẻ mau. Bàn tay này sao mình có cảm giác quen quen. Xin lỗi cậu, con khỉ này bản chất không xấu, nhưng có cái tật hay quậy phá. Tôi phạt bao nhiêu lần mà vẫn chưa chừa. Dạ không sao, ông đừng bận tâm. Nhưng mà ông ơi, đây là đàn gì? Những thanh âm nghe thật là mê hoặc. Đây là đàn hạt, là loại đàn có âm thanh du dương trong sáng và có thể biên tấu rất nhiều giai điệu khác nhau. Ông có thể dạy đàn cho con được không? Dạy cho cậu à? Cậu hãy cho ta xem tay của cậu nào. Muốn học chơi đàn hạt cần phải có những ngón tay thon dài khéo léo. Tay chân cậu thô kệch như vậy, làm sao có thể học được những ngón đàn điêu luyện. Thôi, cậu hãy đi tìm nghề khác mà học sẽ tốt hơn. Dạ, có khó cách mấy, con cũng xin được kiên trì học tập. Âm thanh của đàn hạt ngân vang bay bổng, khiến trái tim của con như nhảy múa reo vui. Đây chính là điều yêu thích mà bấy lâu nay con đang tìm kiếm. Xin ông hãy chỉ dạy cho con. Kỳ lạ thật, rõ ràng là vợ chồng bán nước chỉ cái hướng này mà, sao giờ lại không thấy dấu vết gì? Nơi này hẻo lánh thưa thớt như vậy, chắc chắn hắn sẽ cần tìm một nhà dân để nghỉ qua đêm. Chúng ta hãy chia nhau đi dò soát xung quanh cho thật kỹ, không được bỏ sót bất kỳ điểm nghi ngờ nào. Tuân lệnh thủ lĩnh. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, vẫn chưa có tin tức gì của Mẹ Sinh sao? Thưa đức vua, thần đã cử những binh lính tài giỏi nhất đi tìm hoàng tử, chắc sẽ sớm tìm ra thôi ạ. Sớm là bao lâu? Ta chỉ muốn biết con trai của mình
hiện có đang an toàn hay không. Đó là con trai duy nhất của ta, là người thừa kế ngai vàng tương lai. Ngươi không được để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Thần lập tức dốc toàn lực tìm và bảo vệ hoàng tử an toàn. Xin đức vua hãy tin tưởng thần lần này. Đi làm ngay cho ta. Tuân lệnh đức vua. Nếu ta dạy đàn cho cậu, vậy ta sẽ được lợi gì? Thú thật với ông, bây giờ con chẳng có tiền hay là bạc vàng để trả công cho ông. À đúng rồi, con sẽ làm tất cả việc nhà và phụ giúp những việc nặng nhọc mà ông cần. Thôi được rồi, thấy cậu ham học hỏi, ta sẽ chấp nhận dạy cậu. Nhưng ta có thêm một điều kiện. Dạ, là điều kiện gì xin ông cứ nói. Đó là cậu phải cảm âm hơn con khỉ lô ích của ta. Khi đó ta mới bắt đầu dạy cậu cách gãy đàn. Con khỉ của ông biết cảm âm sao? Con người không tin ngươi biết cảm âm kỳ lô ích. Hãy chứng tỏ cho chàng trai trẻ này mở mang tầm mắt đi nào. Chính xác là nốt la. Tới lượt cậu, Mason. Đây là... đúng là nốt mi. Giỏi lắm Lôi. Thật là khó tin. Đúng là nếu như không ra khỏi lâu đài thì làm sao mình biết có những điều kỳ lạ như vậy. Sao nào, cậu đã tin Lôi có khả năng cảm âm chưa? Không thể nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp khả năng của một ai đó, đúng không nào? Dạ thưa ông, con đã hiểu rồi. Trước tiên, cậu phải phân biệt được độ cao của các nốt đồ, rê, mi, fa, sol, la, si. Học cách cảm nhận được âm thanh và giai điệu tiếng đàn. Nếu không thể cảm âm hơn lô ích, thì dù ta có cố dạy, cậu cũng chẳng thể đàn giỏi được. Dạ thưa ông, con sẽ cố gắng luyện cảm âm thật tốt. Từ sáng mai, cậu hãy luyện cảm âm với con khỉ lô ích của ta. Còn giờ trời sắp tối rồi, cậu mau đi thổi lửa nấu cơm cho ta đi. Dạ sao ạ? Thì chẳng phải cậu nói cậu sẽ làm hết việc nhà hay sao? Dạ đúng rồi, con đi làm ngay thưa ông. Lỗi, ngươi cũng đi phụ Mason một tay đi. Louis à, xin lỗi nha, ta không có cố ý. Thuộc hạ mất dấu hoàng tử ở khu vực này, thưa công tước. Các ngươi đã lùng sục tất cả nhà dân ở đây chưa? Thuộc hạ đã vào lật tung từng nhà để kiểm tra, nhưng vẫn không tìm đâu hoàng tử. Thật kỳ lạ, đi thêm nữa là vực sâu không lối thoát. Chẳng lẽ tên hoàng tử mọc thêm cánh bay mất? Hắn có mọc cánh thì cũng không thể thoát. Các người cảm thấy có gì lạ không? Ta vẫn có linh cảm hoàng tử đang ở đâu đây, rất gần. Louis à, chỉ cần ngươi chịu dạy ta cách cảm âm, ta sẽ đi vào rừng hái táo cho ngươi mỗi ngày, có chịu không? Vậy kể từ bây giờ, chúng ta là bạn bè nha. Là nốt rê, có phải không? Là gì ta? Cũng không đúng luôn hả? Do re mi fa sol la si do. Vậy là ta cảm ơn được rồi, có đúng không? Do la la fa sol. Do si la sol fa mi re do. Mason. Dạ. Ông có gì muốn dặn dò? Chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã nắm rõ âm luật, tự biết phân biệt nốt trầm, nốt bổng như đã hứa. Từ hôm nay, ta sẽ chính thức dạy đàn cho cậu. Ông nói thật sao? Con cảm ơn ông. Không, con cảm ơn thầy.
Được. Vậy bài đầu tiên ta dạy con là tư thế cầm đàn hát và những âm tiết cơ bản. Con ngồi xuống đây, ta sẽ làm mẫu một lần. Cha nuôi, cha hiện thân đi, con có chuyện muốn nhờ cha giúp đỡ. Con trai, con muốn nhờ cha chuyện gì? Con đã truy lùng tung tích của hoàng tử nhiều tháng trời, nhưng rốt cuộc lại bị mất dấu ở một ngôi làng nhỏ. Không biết cha có cách gì giúp con không? Với năng lực và binh quyền của con hiện tại, không lý gì vẫn chưa tìm ra một tên hoàng tử yếu ớt như vậy. Có chăng là... Có chăng điều gì, thưa cha nuôi? Có chăng là hắn đã được ai giúp đỡ mới có thể trốn kỹ như vậy? Xưa kia là thần đất, và có một báu vật này có thể giúp ích được cho con. Đây là hòn đá phép thuật, có thể lần ra dấu chân của bất kỳ người nào. Con hãy luôn mang theo bên mình nha. Cảm ơn cha, vậy con xin phép đi ngay. Lúc trước thiếp từng rất thất vọng vì Mason chẳng có chút tài năng nào, thậm chí dung mạo còn xấu xí khác lạ. Nhưng từ lúc con rời đi, thiếp nhận ra thiếp chẳng cần con phải xuất sắc hơn người. Chỉ mong duy nhất một điều, đó là con có thể bình an trở về. Nhất định là con sẽ bình an thôi. Ta tin nội tâm của Mason mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nó. Nếu không thì con đã không dám một mình rời khỏi lâu đài để bôn ba bên ngoài. Xin cầu thần mặt trời tối cao hãy dõi theo và bảo vệ cho con trai của chúng con. Thưa chủ nhân, y lời người dặn, chúng thuộc hạ canh gác khu vực này cả ngày lẫn đêm, tuy nhiên vẫn chưa tìm ra hoàng tử. Không sao, ta đã có cách. Cách của công tước là hòn đá này sao? Phải, đây là hòn đá phép của cha nuôi ta. Mẹ sinh, để xem ngươi còn trốn được không. Đá thần, mau giúp ta tìm ra dấu chân của hoàng tử mẹ sinh. Tốt lắm, không ngờ con có khả năng cảm thụ âm nhạc nhanh đến vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, con đã học được cách đàn nên những âm thanh trong trẻo, vui tươi như vậy rồi. Con cảm ơn thầy. Cũng nhờ thầy tận tình chỉ dạy, con mới học được cách đánh đàn thật thuần thục. Cũng thật kỳ lạ, càng học, con càng cảm thấy tự tin vào chính mình. Đây là một cảm giác mà trước giờ con chưa bao giờ có được. Dạ, chẳng giấu gì thầy, từ lúc con sinh ra với hình hài khác lạ này, ai cũng cho rằng con không thể làm nên trò trống gì. Cho đến khi con gặp thầy và Louis, được tiếp xúc với âm nhạc, con mới hiểu là mình muốn gì. Mỗi người sinh ra đều có giá trị của riêng mình. Ngoại hình không nói lên tất cả, chỉ cần con tự tin vào chính mình, con nhất định sẽ tìm ra giá trị của bản thân. Wow, thật là thần kỳ. Chính là dấu chân của hắn. Mau đi theo hòn đá. Hả? Không, chuyện gì thế này? Hòn đá phép thuật của ta. Thì ra ở đây có một lớp sương ma thuật. Phải chăng tên hoàng tử này được ai đó giúp đỡ như điều cha nuôi dự đoán? Các ngươi hãy thử dùng kiếm đâm xuyên lớp sương này cho ta. Thưa chủ nhân, lớp xương này dường như bất khả xâm phạm, đao kiếm không thể xuyên qua được. Hắn đã có người giúp đỡ, ắt sẽ là mối họa khôn lường. Ta phải nhanh chóng nhờ cha nuôi tính kế mới được. Các ngươi cứ ở đây, ta sẽ sớm quay lại. Nguy rồi,
Hình như có ai đó đang cố tình phá gỡ kết giới. Hả? Thầy không khỏe sao? Thầy không sao, con cứ tiếp tục luyện đàn đi. Dạ. Lưỡi, lại đây ta bảo. Người lại chỗ kết giới xem có chuyện gì. Nhớ, không được manh động nghe chưa. Ngươi làm gì vậy? Thủ lĩnh nói gì vậy? Thuộc hạ có làm gì ngài đâu. Một con khỉ mà dám trêu bọn ta hả? Chỉ là một con khỉ thôi mà. Để đó, ta xử cho. Để coi ngươi còn phá được hay không. Con khỉ này trông rất là quen. Hình như... Ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là con khỉ đã cứu hoàng tử ở trong rừng. Chắc chắn ngươi biết hắn đang ở đâu. Mau dẫn đường cho bọn ta. Thủ lĩnh, ngài nhiều lời với một con khỉ làm gì? Cứ rút kiếm ra thì nó sợ liền thôi. Con khỉ kia, ta đếm tới ba. Nếu ngươi không dẫn ta đi tìm Mason thì đừng trách. Một. Ai mượn ngươi đếm? Để đó ta. Thuộc hạ lỡ lời, xin thủ lĩnh tha tội. Nhưng mà có giết mỗi một con khỉ thôi hay để thuộc hạ ra tay cho? Thôi, mời thủ lĩnh xuống kiếm. Một, hai, ba. Lưỡi, ta đã dặn ngươi sao hả? Ta đến muộn chút nữa là ngươi đã bị chém rồi, có biết không? Hả? Ông là ai? Mason, con không nhận ra thầy sao? Chuyện này là sao? Sao ông lại là thầy của con được? Hả? Ông chính là thầy của con sao? Nhưng thầy là... Ta chính là thần mặt trời, hóa thân thành ông lão, cố tình thử lòng và truyền dạy cách chơi đàn hạt cho con. Thì ra thầy chính là thần mặt trời tối cao. Con cảm ơn người đã dạy dỗ cho con suốt thời gian vừa qua. Mason, thật ra từ lâu ta đã biết con chính là hoàng tử, con của đức vua và hoàng hậu. Thì ra người đã biết tất cả rồi. Đúng vậy, ta biết và âm thầm theo dõi con từ khi con vừa mới sinh ra. Con có nhớ ai đã cứu con khỏi ngã xuống cái hố đầy gai nhọn trong rừng không? Con chỉ nhớ người cứu con rất giống một con khỉ. Lũy, có phải người đang cứu ta không? Hôm ấy ta linh tính có điều không hay xảy ra với con nên đã cử Lũy đi theo và bảo vệ cho con. Thì ra chính là Lũy, người đã cứu ta thoát chết. Cảm ơn người. Mason, ta còn chuyện này muốn nói với con. Đó là bí mật về thân thế của con. Con có biết tại sao bản thân lại có hình dáng nửa người nửa lừa thế này không? Dạ thưa thần mặt trời, đó cũng chính là trăn trở lớn nhất của con. Vì sao từ khi sinh ra con lại khác với mọi người như vậy? Chuyện xảy ra từ hơn 20 năm trước. Khi đó thần đất vì mê sắc đẹp của mẹ con mà làm trái luật trời. Cứ ngỡ quỷ đất sẽ ăn năn hối lỗi, không ngờ hắn lại tích tụ oán khí tạo thành một viên ngọc đen nguyền rủa. Ngọc nguyền rủa? Nhưng mà ông ta nguyền rủa ai thưa thần mặt trời? Hắn đã trút mọi tức giận và nguyền rủa lên chính con đó, Mason. Là con sao? Thì ra là như vậy. Nhưng có một cách để hóa giải lời nguyền của quỷ đất. Hả? Là cách gì? Xin người hãy giúp con. Cách này chỉ có con mới có thể làm được. Đó là nếu con tìm ra một người con gái thật lòng yêu con thì lời nguyền sẽ lập tức bị phá bỏ.
Nhưng làm gì có cô gái nào chịu yêu một người có bộ dạng giống như con. Mason, con không nhớ ta đã nói gì với con sao? Chỉ cần con tự tin vào chính mình, con nhất định sẽ tìm ra giá trị của bản thân. Tình yêu xuất phát từ cảm xúc nơi con tim, không phải về ngoại hình bên ngoài. Ta tin chỉ cần đủ chân thành, con nhất định sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. Màn sương ánh vàng sao? Đó có thể là kết giới do thần mặt trời dùng nắng để kết thành, người phàm không thể qua được đâu. Vậy giờ con phải làm sao thưa cha nuôi? Nếu ngày nào chưa trừ khử được ma sinh, còn ăn không ngon, ngủ không yên. Đây là mũi tên được rèn từ đá thạch anh trăm năm tuổi, có thể phá vỡ kết giới của thần mặt trời. Cảm ơn cha nuôi, vậy con đi ngay đây. Khoan đã, cho dù có phá vỡ kết giới, khi nào Mason còn được thần mặt trời bảo vệ, con sẽ không thể làm hại hắn được đâu. Vậy con phải làm sao? Thần mặt trời không thể xen quá nhiều vào chuyện của con người, càng không thể làm hại con người được. Được rồi, ta có cách để đánh lạc hướng hắn ta, con cứ làm như thế này. Cảm ơn cha nuôi, con nhất định sẽ làm đúng lời cha dặn. Thần mặt trời, tôi xem ông làm cách gì để bảo vệ cho Mason. Thần mặt trời, người sao vậy? Ánh sáng trên người của người. Có kẻ đang phá núi cổng trời, nơi ta cư ngụ. Ta có thể cảm nhận được tiên khí của ta đang bị dấy bẩn. Nhanh lên, hãy dùng những thứ nước bẩn, rác rưởi hôi thối nhất ném vào cổng trời cho ta. Nhưng thưa công tước, núi cổng trời nổi tiếng linh thiêng, được xem là nơi ở của thần mặt trời. Chúng ta làm thế này liệu có đắc tội với thần linh hay không? Ta bảo ngươi làm thì làm mau, đừng nhiều lời. Dạ dạ, thần làm ngay. Con hãy đến núi cổng mặt trời, tạt nước bẩn, ném rác rưởi hôi thối nhất vào chiếc cổng giữa đỉnh núi. Làm như vậy sẽ khiến tiên khí của thần mặt trời bị dấy bẩn, tức khắc hắn sẽ trở về thôi. Từ đó không còn ai bảo vệ cho Mason nữa. Con hãy tranh thủ trừ khử hoàng tử ngay. Không được rồi, ta phải trở về núi cổng trời xem chuyện gì đang xảy ra. Con sẽ cùng đến núi cổng trời để giúp người. Không, con còn có sứ mệnh riêng của mình. Những gì cần dạy ta đã dạy xong, thầy trò ta coi như tạm biệt ở đây. Con đường phía trước phải do con tiếp tục khám phá. Có phá giải được lời nguyền hay không phụ thuộc ở bản lĩnh của con. Ta là thần tiên, không thể can thiệp quá sâu vào đời sống con người, như vậy là trái với luật trời. Ta tặng con một báu vật là đàn hạt thần, có thể tấu ra 3 giai điệu khác nhau tùy theo tâm trạng của người đàn. Đó là giai điệu vui tươi khiến muôn loài ca hát yêu đời, là giai điệu chua xót khiến người khác phải rơi lệ, và cuối cùng là giai điệu dịu êm khiến ai nghe đều chìm sâu vào giấc ngủ. Con hãy siêng năng tập luyện để phát huy công dụng của đàn thần, sau này ắt có dịp dùng đến. Cảm ơn thần mặt trời, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Còn Lỗi, người nhanh nhẹn lại giỏi võ nghệ, hãy tiếp tục đồng hành và bảo vệ cho hoàng tử trong hành trình phía trước. Ta phải đi rồi, tạm biệt. Các ngươi to gan, dám làm dơ bẩn lãnh địa, tiêu hao tiên khí của ta. Chuyện thế này, đâu cản luôn rồi. Đâu qua, đâu qua. Nổi giận rồi, mau chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Cổng trời đã bị dây bẩn nặng nề, ta tốn nhiều thời gian để khôi phục tiên khí đây. Rốt cuộc là ai đứng đằng sau chuyện này? Chủ nhân, người đã trở lại. Anh ra. Mũi tên bằng đá thạch anh trăm năm tuổi quả nhiên lợi hại. Cha nuôi có nhiều báu vật vậy mà giờ mới đưa ta.
Hay quá, công tước thật là tài giỏi. Kết giới đã bị phá vỡ rồi nè. Các người mau chia nhau ra đi tìm Mason, hễ gặp là giết ngay cho ta, tránh hậu quả về sau. Tuân lệnh chủ nhân. Tuân lệnh công tước. Louis, ngươi có ý gì? Ý ngươi là có người hãm hại chúng ta, giờ chúng ta phải bỏ chạy sao? Nhưng mà trước giờ ta không gây thù chuốc oán với ai. Là ai muốn làm hại ta? Louis, ngươi đi đâu vậy? Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Các ngươi là muốn gì? Ta đã đưa hết tiền vàng và ngựa quý rồi, không còn gì nữa đâu. Ngươi còn thứ quý giá hơn vàng và ngựa nhiều. Đó là cái mạng của ngươi, hoàng tử Mason. Không đúng, làm sao các ngươi biết ta là hoàng tử? Coi ngươi kìa, bộ dạng này là hoàng tử hả? Ta thấy bọn ta còn xứng đáng hơn ngươi. Thôi, không nhiều lời, tụi bay đâu, xông lên. Louis, thì ra ngươi leo lên cây để chiến đấu bảo vệ ta. Chúng ta ba người mà sợ một thằng nhãi yếu ớt thì cũng không nghĩ à. Mau đuổi theo. Ngươi là? Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là sát thủ áo đen đã ám sát vua cha bất thành trong rừng. Đúng vậy, cũng chính ta đã gài bẫy hố gai trong rừng. Ngươi lại được con khỉ này cứu thoát. Nhưng ta có thù gì với ngươi? Sao ngươi năm lần bảy lượt muốn hãm hại ta? Chỉ vì ngươi là cái gai trong mắt của chủ nhân, bắt buộc phải nhổ tận gốc. Vậy chủ nhân của ngươi là ai? Đừng có nhiều lời nữa. Hôm nay cho dù có con khỉ này thì cũng không cứu nổi ngươi đâu. Louis, cứu ta. Giúp sức cho thủ lĩnh, mau lên. Sống lên. Không, Louis. Ngươi thương tiếc cho con khỉ thì ta cho ngươi đi theo nó. Ta được cứu rồi. Công tước Robert, ta ở đây. Chào chủ nhân. Chào công tước. À, chuyện này là sao? Robert, ngươi. Tới giờ phút này mà cậu còn chưa hiểu sao, hoàng tử Mason? Thì ra chính ngươi là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Tại sao chứ? Vì chỉ khi ngươi không còn, ta mới có thể chiếm lấy vị trí của ngươi. Vĩnh biệt hoàng tử lừa. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm, tên hoàng tử này chắc chắn không thể sống sót. Hoàng tử đã chết, đức vua lại tuổi già sức yếu, ngai vàng sớm muộn gì cũng thuộc về ta thôi. Các ngươi cứ đợi lệnh của ta. Không, đây chính là sợi dây chuyền ta đã tặng cho Mason. Mason lúc nào cũng mang nó trên người như báu vật. Ngươi tìm thấy sợi dây ở đâu? Có gặp Mason không? Thưa đức vua và hoàng hậu, thần tìm thấy vật này ở ngay vách núi. Phía trên có dấu vết của một cuộc ẩu đả. Thần đã không kịp bảo vệ hoàng tử. Hoàng tử đã... Không thể nào! Con trai của ta! Hoàng hậu! Đang được làm ta sợ mà! Người đâu? Louis! Ngươi vẫn còn sống! Tốt quá rồi! Không ngờ dưới vách núi này là có dây leo và nhiều cây cối rậm rạp như vậy. Cũng nhờ đó mà chúng ta mới may mắn thoát nạn. Cái đàn hạ của ta đâu rồi? Đúng là đàn thần, rơi từ trên cao xuống như vậy mà không bị gì cả. Thì ra lúc trước Robert cố tình kích tướng là để ta ra khỏi lâu đài cho hắn dễ dàng ra tay. Không được, Robert nham hiểm như vậy, ta phải mau chóng về lâu đài để báo với vua cha điều tra làm rõ. Louis, hãy nhìn lâu đài đằng xa kia, có lẽ chúng ta đã đi qua vương quốc láng giềng rồi. Ta biết là ngươi thèm ăn táo, ta cũng đói bụng lắm, nhưng mà tiếc là lại chẳng còn đồng nào trong người. Ý của ngươi là ta đàn để kiếm tiền hả?
ta đàn, còn ngươi sẽ nhảy múa, pha trò sao? Dù gì ta cũng không có tiền, thôi thì cứ thử đàn một khúc nhạc xem sao. Mọi người ơi, đằng kia có người biểu diễn kìa. Lại xem đi mẹ ơi, có cả khỉ nữa đó. Chàng trai này trong bộ xấu xí mà lại có thể đàn những bản nhạc thật đẹp. Hay quá, quang hô, quang hô. Không ngờ ở vùng quê này là có người đàn hay đến như vậy. Xin chào, có thể cho tôi hỏi loại đàn anh sử dụng có tên là gì không? À, đây là đàn hạt. Tôi rất thích cây đàn này, anh có thể bán lại cho tôi được không? Tôi sẽ mua với giá cao. Xin lỗi cô, đây là cây đàn do thầy tôi để lại. Nó có ý nghĩa với tôi hơn mọi thứ bạc vàng trên đời. Tôi sẽ không bao giờ bán nó đâu. Tôi mua bằng một túi vàng, chẳng phải anh đang cần tiền đó sao? Xin cô hãy cất lại vàng cho. Đúng là tôi đang rất cần tiền để trở về Vương quốc bên cạnh, nhưng tôi sẽ dùng đàn này để biểu diễn và kiếm tiền. Tôi đã nói rồi, dù có bao nhiêu vàng bạc, tôi cũng sẽ không bao giờ bán đàn đâu. Đúng là chàng trai có khí chất và tình nghĩa. Xin lỗi đã làm anh khó chịu, mong anh bỏ qua cho. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Linda, từ nhỏ đã vô cùng yêu thích âm nhạc. Không biết tôi có thể nghe thêm vài khúc nhạc của anh nữa được không? À, chào Linda, tôi là Mason. Còn đây là con khỉ Louis, bạn đồng hành của tôi. Tôi rất sẵn lòng đàn cho cô nghe. Chỉ cần cô đừng đòi mua đàn của tôi nữa là được. Tốt lắm. Nếu đã diệt trừ được hoàng tử duy nhất của Vương quốc, chắc chắn ngai vàng sẽ thuộc về con. Đức vua và hoàng hậu rất tin tưởng con. Hiện họ vô cùng đau lòng vì chuyện của hoàng tử, nên mọi chuyện trong lâu đài đều giao lại cho con xử lý. Nhưng con vẫn còn e ngại các công tước, bá tước khác. Chuyện đó con không cần phải lo. Đức vua không còn người nói giỏi. Bây giờ chỉ cần ông ấy hạ lệnh truyền ngôi cho con thì còn ai dám phản đối nữa. Đây là đất U Mê do ta luyện thành. Mỗi ngày con hãy bỏ một ít vào thức ăn và nước uống của đức vua và hoàng hậu. Loại đất U Mê này sẽ khiến thần trí của con người trở nên điên đảo. Nhớ trước quên sau, chỉ một thời gian ngắn sau đó, con bảo gì họ cũng sẽ nghe theo lời của con. Hay quá, bây giờ hoàng hậu đang bệnh nặng nên đức vua đã lơ là cảnh giác hơn. Con sẽ đi làm ngay, cha hãy đợi tin tốt của con. Khoan đã Robert, con làm gì thì làm, nhưng nhất định không được làm hại đến tính mạng của hoàng hậu. Khi nào lên ngôi vua, con hãy dẫn hoàng hậu tới đây gặp ta. Cha muốn tự tay trả thù hoàng hậu. Con đã hiểu, tạm biệt cha. Hoàng hậu bệnh nặng sao? Không được, là nàng đã cự tuyệt tình cảm của ta. Đây là cái giá mà nàng phải trả. Mason, Mason, Mason về với mẹ. Mason ơi. Đức vua, người đã thức cả đêm qua mà chưa ăn uống gì. Người hãy ăn chút súp để có sức còn chăm lo cho hoàng hậu. Vương quốc còn nhiều việc chờ người giải quyết. Ta cảm thấy đau đầu quá. Robert, ngươi là người mà ta tin tưởng nhất trong các công tước bá tước. Hãy cứ tiếp tục thay ta giải quyết việc trong vương quốc. Thần xin dốc hết sức vì đất vua, không phụ lòng của người đã tin tưởng. Hay quá, hay quá. Thank you.
Mason nè. Chàng cứ nói trước đi. Chuyện là như vậy. Ta... Hả? Nguy rồi. Ta còn chưa nói xong mà. Họ đang tìm bắt nàng sao? Chuyện này gai gắt lắm. Ơi, không trốn được rồi. Công chúa Linda, mong công chúa hãy nhanh chóng theo thuộc hạ về lâu đài. Đức vua đang tìm người. Hả? Nàng là công chúa à? Đợi ta một chút. Mason, thiếp không có nhiều thời gian nói rõ ràng mọi chuyện với chàng. Nhưng ngày mai nhất định chàng phải đến lâu đài dự hội kén phò mã. Chàng hứa đi. Được, ta hứa. Khoan đã, ngươi có nghe gì không Luis? Hội kén phò mã? Nghĩa là nàng ấy cũng có tình cảm với ta Luis à? Mason, con đã về rồi. Đức vua, thần là Robert đây. Người có sao không? Mason và ngươi cũng trạc tuổi nhau. Có lẽ vì quá đau buồn nên nhìn ngươi, ta cứ nhớ tới hoàng tử. Thưa đức vua, thần từ nhỏ không cha không mẹ. Nếu người không chê, xin nhận thần làm con nuôi. Thần sẽ thay hoàng tử Mason đã mất, nguyện báo hiếu cho đức vua và hoàng hậu. Con trai của ta. Cha. Lúc này ở nước láng giềng, Mason đang tham gia cuộc thi kén phò mã. Chàng đã vận dụng tất cả kiến thức mà mình được dạy dỗ ở cung điện và những kiến thức học hỏi được trong hành trình của mình. Chàng đã đạt trong vòng thi kiến thức. Đến vòng thi võ thuật, kết quả của việc tập luyện hăng say, Mason đã mạnh mẽ hơn cùng với tình yêu dành cho công chúa. Chàng đã vượt qua được giới hạn của mình và chiến thắng được vòng thi võ thuật, trở thành một trong hai người giỏi nhất. Thưa đức vua, đây là hai chàng trai có kết quả xuất sắc nhất ở vòng tuyển chọn kén phò mã. Ở vòng thi cuối sẽ do đích thân ta ra đề. Người nào chiến thắng chung cuộc sẽ được cưới con gái của ta. Đó là phần thi biểu diễn tài năng âm nhạc. Đây chính là niềm say mê yêu thích của công chúa Linda. Người nào có thể mang đến những giai điệu độc đáo, tươi vui nhất, thuyết phục được tất cả mọi người, chính là người chiến thắng. Đúng là tiếng đàn của Mason hay hơn nhiều phần. Nhưng xét về tướng mạo và địa vị, thật chẳng xứng với con gái ta chút nào. Thưa đức vua, phần biểu diễn đã kết thúc. Kết quả thế nào ạ? Cả hai ngươi đều rất tài giỏi. Phần thi này coi như hòa nhau. Như vậy làm sao được? Người phải chọn ra một người chứ. Bây giờ ta sẽ cho mời công chúa Linda. Nếu con ta chọn ai thì người đó chính là phò mã. Nếu xét về ngoại hình, chắc chắn người không phải là đối thủ của ta rồi. Thưa cha, con bằng lòng gả cho Mason à? Con đã suy nghĩ kỹ chưa Linda? Trước nay con đều rất kén chọn, bây giờ lại muốn cưới chàng trai nửa người nửa lừa này làm chồng sao? Con không hối hận chứ? Thưa cha, tình cảm của con xuất phát từ con tim, không quan trọng vẻ bề ngoài của chàng ra sao. Con yêu mến tài năng và tấm lòng ấm áp của chàng, mong cha hãy tác hợp. Chuyện này là sao? Ngươi là ai? Thưa đức vua, thần vốn là hoàng tử Mason của vương quốc bên cạnh. Vì bị nguyền bởi quỷ đức nên mới biến thành hình hài khác lạ. Chỉ khi nào tìm được người thật lòng yêu mình thì lời nguyền mới được hóa giải. Và chính tình yêu của công chúa Linda đã giúp thần hóa giải nó. Thì ra là vậy. Linda, ta chính là Mason đây. Được rồi,
Vậy ta tuyên bố sẽ gả công chúa Linda cho hoàng tử Mason. Cảm ơn đức vua. Mason không thể ngờ được rằng ở vương quốc của mình, công thức Robert đã chiếm được ngai vàng. Hắn còn dùng đất U Mê để thao túng nhà vua và hoàng hậu. Uống đi, uống cho quên hết mọi thứ. Các ngươi canh gác cho cẩn thận. Không có lệnh của ta, ai cũng không được ra vào căn phòng này. Dạ tuân lệnh đức vua. Ta nhất định sẽ sớm mang sính lễ tới trước nàng. Thiếp đợi chàng. Louis, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Mason đây. Tất cả tại con cốc xấu xí kia nó lừa mình. Chắc chắn là tại nó ganh tị với vẻ đẹp của mình đây mà. Cô gia, tên nào cả gan dám đụng vào ta như vậy? À, anh cọp, anh chạy đi đâu mà ghê vậy? Thằng cốc đòi ăn thịt ta. Ôi trời ơi, con cốc bé tí đó mà ăn thịt ai được chứ? Nó bảo nó là cậu ông trời đó. Hey, nó lừa anh đó. Không tin á, anh đi theo tôi đến chỗ nó, tôi sẽ trị tội nó cho anh xem. Người nói có thật không? Nếu mà anh không tin á, tôi với anh cuộc đuôi lại với nhau. Bạn cáo thiệt là thông minh. Cốc tuy nhỏ bé nhưng rất gan dạ. Trời, nguy rồi. Cọp đã trở lại cùng với cáo. Phải làm sao đây? Lần này tôi sẽ cho tên cọp biết tay. Đừng lo, tôi đã có cách đối phó. Mọi người mau trốn đi. À, cáo kia, ngươi làm gì chậm chạp vậy? Bảo ngươi nộp cho ta hai con cọp. Sao nhà ngươi lại nộp có một con? Sao ta nó bụng được? Hả? À, cáo này, ngươi lại dám lừa ta? Nhanh, mau đem con cọp đến đây cho ta ăn thịt. Quang hầu, bạn cóc hay quá, bạn cóc giỏi quá. Từ nay chúng ta phải đoàn kết để chống lại những kẻ xấu. Đúng, rất là sức mạnh. Lần này phải ăn thiệt no bụng mới được. Ngọc Hoàng cho gọi ngươi vào chầu kia kìa. Mau mau đi vào, kẻo Ngọc Hoàng nổi giận. Ta đói quá à, không còn sức đứng chầu đâu. Phải ăn no mới có sức vào chầu Ngọc Hoàng chứ. Ngươi chỉ lo ăn vụng, Ngọc Hoàng nổi giận, tội này ngươi có gánh được hay không hả? Thôi được rồi, ta vô gặp Ngọc Hoàng. Ngươi nhớ chừa ta cái đồ gà nha. Dạ thần Long Vương xin bái kiến Ngọc Hoàng. Không biết Ngọc Hoàng triệu tập thần có chuyện gì hay không? Xưa nay chuyện là mưa dưới nhân gian đều giao cho thần mưa. Nhưng nay thần mưa đã già, khó lòng quản được, cho nên ta quyết định giao nhiệm vụ mới này cho ngươi. Nhưng mà thưa Ngọc Hoàng, xưa nay thần chưa làm mưa với dân gian bao giờ. Chỉ sợ... Ngươi là Long Vương, trách nhiệm của ngươi là làm mưa tạo phúc cho muôn loài. Ngươi không được từ chối. Dạ, thần xin nhận. Ngươi yên tâm, vì là lần đầu nên ta sẽ sai Thiên Lôi phụ giúp ngươi làm mưa. Thiên Lôi đâu? Dạ. Ngọc Hoàng cho gọi thần. Trên miệng ngươi dính cái gì đó?
cứ dám ăn vụng bánh của ta hả? Được rồi, từ nay chuyện làm mưa dưới trần gian ta giao lại cho hai người đó. Chào Băng Hiền. Đây là gà của ta. Sau này chúng ta sẽ làm việc chung với nhau. Ta tặng ngươi bình nước hoa quả này, rất là ngon đó. Vậy ta cũng không ích kỷ, ta sẽ mời ngươi nửa con gà. Đi, chúng ta ra ngoài vườn ăn thôi. Vậy là Long Dương và Thiên Lôi mãi ăn uống no say mà quên mất nhiệm vụ làm mưa, khiến trần gian thiếu nước, hạn hán khắp nơi, cây cỏ lẫn động vật đang chết dần, chết mòn. Làm sao đây? Hạn hán đã 3 năm rồi, tại sao trời vẫn không có lấy một giọt mưa? Kiểu này chết mất thôi. Nước. 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 Tôi khát nước quá, khát khô cổ họng rồi, khát đến mức không còn sức để bước đi nữa. Nè anh gấu, anh hãy uống đỡ mật ong của tôi đi. Không, không, bây giờ một giọt mật cũng rất quý, chị hãy giữ lại cho mình đi. Anh cứ nhận đi, những lúc như thế này chúng ta phải biết san sẻ với nhau chứ. Tôi vẫn còn chịu được. Chị hãy cho cô giọt mật này đi, tôi thấy cô sắp chịu hết nổi rồi. Nào, tôi giúp cậu. Cảm ơn, không có hai người chắc tôi chết mất. Chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ chết khô mà thôi. Tại sao đến bây giờ mà ông trời vẫn không chịu làm mưa? Có lẽ ông trời đã quên mất chúng ta rồi, hay có khi ông đã ngủ quên. Lẽ nào phải có ai đó đánh thức ông trời vậy sao? Bác gấu nói đúng, phải đánh thức ông trời thôi. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ chết khô mà thôi. Cho nên tôi quyết định ngày mai sẽ đi lên trời để thưa kiện. Chúng ta chỉ là những con vật nhỏ bé, làm sao kiện ông trời lớn được? Hơn nữa, đường lên trời rất xa, chúng ta chưa đi đến đã bị mặt trời thiêu cháy rồi. Nếu không khéo còn bị trời đánh đó, không được đâu. Ôi, công tía bị điên rồi. Tôi không điên. Nếu mọi người không đi, tôi sẽ đi một mình. Tôi nhất định kiện trời một phen, để trời làm mưa xuống cứu sống mọi người. Không có nước, cây cối cũng chết khô, đừng nói là mình. Nè, trong đây chỉ còn vài giọt mật, cậu hãy cầm theo lên đường đi. Chị cứ giữ lấy và chia cho mọi người, em vẫn còn khỏe lắm. Một mình cậu lên đường, liệu có đi nổi không? Cậu bé tí thế này, đi chừng nào mới đến? Tuy tôi nhỏ, nhưng gan tôi lớn. Tôi tin mình có thể vượt qua khó khăn để đến được nhà trời. Cháu đúng là một cậu bé dũng cảm. Thôi, cháu phải tranh thủ lên đường đây. Mọi người cố gắng chờ cháu về nha. Tôi to xác như vậy mà gan không bằng con cóc tía, tôi đúng là hèn nhát mà.
Tôi càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Ở đây đằng nào cũng chết khác. Tôi quyết định đi cùng với Cốc Lân Kiện trời. Nhưng mà ông nói đúng, hay chúng ta đồng hành cùng Cốc liều lên kiện trời một phen. Mọi người đã nói như vậy thì tôi cũng xin đi theo. Chúng ta mau đuổi theo Cốc thôi. Khát cháy họng rồi. Tôi chạy hết mỡ rồi. Anh nhìn xem, tôi đã không còn là cô nàng đẹp nhất khu rừng với bộ dạng này. Tôi không còn sức để đe dọa ai nữa. Làm sao mà trở thành chúa tể Sơn Lâm đây? Của tôi! Của tôi! Tôi không còn đủ sức để kéo cô theo nữa rồi, cô Cao à. Tìm cách tháo đuôi cô ra đi. Thôi, thua rồi, gỡ được thì đã may. Cũng tại anh chắc nhé mới khiến cái đuôi của hai chúng ta dính chặt vào nhau. Hôm đó tôi làm sao biết được cô có lừa tôi hay không? Tôi lừa anh làm gì? Anh không thấy con cốc đó nó bé tí hay sao? Tôi không tin làm sao một con cốc bé tí như thế lại có gan trêu chọc chúa tể Sơn Lâm như tôi chứ. Chắc là nó có phép màu. Tôi chẳng hơi sức đâu mà cãi nhau với anh. Anh Cợp nè, dù gì chúng ta vẫn dính với nhau, anh hãy chia cho tôi nửa trái dừa trên tay anh được không? Anh coi đó, đùi chúng ta dính vào nhau như thế này, lỡ tôi chết thì anh phải kéo xác tôi đi, chẳng phải là vừa nặng vừa hôi thối hay sao? Cô nói cũng có lý. Thôi được, tôi sẽ cùng cô uống trái dừa này. Tôi khát quá. Chúng ta chết mất rồi. Chào anh Cợp, chào chị Cáo. Hai anh chị có sao không? Ôi, đừng ăn thịt tôi. Ôi, thằng cốc tía siêu lừa gạt kia. Ôi, lâu rồi tôi mới được một bữa ngon như thế này. Ôi, tôi sống lại rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ủa, mà mọi người đi đâu mà đông thế này? À, tôi đang định đi lên kiện trời, bắt ông trời phải làm mưa. Hai anh chị có muốn đi cùng chúng tôi hay không? Nhưng mà sắp chết đến nơi rồi còn nhân với nhị cái gì? Xem cốc tí nhỏ bé mà gan dạ chưa kìa. Anh thì to xác mà gan lại bé à. Tôi thấy hai anh chị hãy cùng đi với chúng tôi đi. Chúng ta đồng lòng thì thế nào cũng tìm được đường lên trời. Mọi người nói cũng có lý. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi lên kiện trời thôi. Tôi với anh Cợp bị vướng với nhau như thế này chắc là khó đi lắm đây. Không sao, để chúng tôi giúp cho. Một lần dứt, một lần đau. Chịu đau tí nha. Tôi mừng quá nên quên cả mình đang sắp chết khát luôn.
đàn của anh vậy mà lợi hại. Chúng ta có thể dùng nó để đối phó với tướng nhà trời. Tôi xin đi theo cốc. Tôi tin với sự gan dạ và trí thông minh của cốc sẽ dẫn chúng ta đến kiến trời thành công. Tôi cũng tin như vậy. Nên tất cả chúng ta phải đồng lòng. Phải, chúng ta là một đội. Sao vậy chị Cáo? Trước đây tôi có nghe nói rất nhiều người cũng tìm đường lên trời, nhưng mà chưa có ai vào được, đã bị thiên lôi đánh chết rồi. Thiên lôi nghe nói rất là to lớn, một chân có thể giẫm bẹp dây con cô nhỏ bé như tôi. Tôi còn nghe nói trên tay ông ta là một chiếc búa chém sắc như chém bùn, hơn nữa còn được hỗ trợ bởi thiên binh thiên tướng là chó và gà thần. Có gì mà phải sợ, chỉ cần chúng ta đồng lòng nhất định có thể thắng được thiên lôi. Anh Cốc nói đúng, chúng ta đã đi đến đây rồi thì không việc gì phải sợ nữa. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi nghĩ chúng ta phải có một kế hoạch cụ thể mới có thể chiến đấu với thiên lôi và thiên binh thiên tướng. Chị ông nói có lý. Tôi có một kế hoạch, mọi người hãy nghe theo lời của tôi. Đằng kia có một cái chùm nước của trời, anh cua hãy vào trong đó núp. Còn bác gấu, bác hãy nấp sau cánh cửa bên trái. Anh cọp nấp sau cánh cửa bên phải. Chị Cáo, chị ông hãy nấp sau bức tượng đá kia. Còn tôi sẽ đến đánh trống kêu tới Ngọc Hoàng. Hễ mà tôi nghiến răng về phía ai, người đó hãy lao ra. Tôi xin lỗi, tôi đi nhầm cửa. Theo tục lệ nhà trời, nếu ai có điều gì quan ức thì đánh trống ngay cửa thiên đình. Sắp đặt xong xuôi đâu đó, Gốc liền đánh ba hồi trống ầm vang như sấm, lay động Ngọc Hoàng. Đã lâu rồi không nghe tiếng trống ngoài kia. Là ai cả gan dám đánh trống nhà trời vậy hả? Họ không biết bây giờ đang là giờ nghỉ trưa hay sao? Gì? Ngươi đã đi đâu 3 ngày nay hả Thiên Lôi? Bên ngoài có người đánh trống, ngươi mau ra xem. Xin tuân lệnh. Kẻ nào cả gan đánh trống ở cung đình như vậy hả? Chính là tôi đây. Là kẻ nào? Mau ra mặt đi. Tôi ở dưới này. Chính là tôi đây. Ta còn tưởng ông thần là to gan, hóa ra chỉ là một con vật nhỏ xíu như ngươi. Cái con vật xấu xí kia, ngươi là ai? Tôi chính là Cốc Tía. Ngươi đến đây để làm gì? Dám náo loạn cung đình, có biết tội không hả?
Tôi đến đây để kiện trời. Hãy cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng. Hỗn láo! Đã gan dám đến đây gây náo loạn, phá giấc ngủ của Ngọc Hoàng, lại còn không sợ chết rồi gặp Ngọc Hoàng nữa hả? Muốn định tội tôi náo loạn cung đình thì cứ gọi Ngọc Hoàng ra đây gặp tôi. Thì người nhỏ bé không hiểu chuyện, ta khuyên ngươi nên về đi là hơn. Không, hôm nay tôi nhất định phải gặp Ngọc Hoàng kiện ngươi cho bằng được. Ngài hãy mau vào báo với Ngọc Hoàng, mau mau ra đây gặp tôi. Nếu ngươi muốn chết thì cứ ngồi ở đó chờ đi. Ngọc Hoàng trăm công ngàn việc, không rảnh để tiếp chuyện với ngươi. Cái nào cô ra đánh chóng mà nói vậy hả? Ta đã bảo người đuổi nó đi rồi mà. Bẩm Ngọc Hoàng, bên ngoài là một con cốc xấu xí, nó đánh trống đòi gặp ngài cho bằng được. Một con cốc xấu xí à? Nó đòi gặp ta để làm gì? Dạ, con cốc to gan kia đòi gặp để kiện ngài. Con cốc to gan kia dám đòi kiện ta, mà kiện ta vì tội gì? Thiên Lôi, dạ, ngươi hãy dẫn thiên binh thiên tướng ra ngoài trừng trị con cốc hỗn xược đó cho ta. Thiên binh thiên tướng đâu? Bảo ra chị tội con cốc đó cho ta. Con cốc xấu xí kia, ta hỏi lại lần nữa, ngươi có chịu rời đi hay không hả? Tôi đã nói cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng, thưa chuyện xong tôi sẽ đi. Ta nói cho ngươi biết, chiếc búa trên tay ta có khả năng tạo sét, chỉ cần ta dung tay lên là sét đánh ngang trời, sấm đánh bốn cõi, sức mạnh không ai bì nổi. Nay ta tha cho ngươi một mạng, hãy mau đi đi. Nói cho ngươi biết, ta chính là cậu ông trời đó. Ta há sợ tiếng sét của ngươi sao? Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không nhận, tự tìm đường chết. Gà mạnh mẽ đâu? Mau ra đây một chết con cốc này cho ta. Cáo. Họ nhà cáo ta là chuyên trị lụy gà các ngươi đó. Thật là to gan. Chó đâu? Mau ra đây cắn chết con cáo láo xược này cho ta. Dám cắn gà của thiên đình à? Bác chủ, ứng cứu. Lão quét kia, hãy xem ta trừng trị các ngươi đây. Chị ông, tiếp chiêu. Đau quá, chết tôi rồi. Chết tôi, đau quá. Sao? Còn muốn trừng trị bọn này nữa hay không? Tôi xin đầu hàng. Tại sao các ngươi là thế này hả? Bẩm Ngọc Hoàng, không xong rồi, quân ta đã bị thua tan tác. Cái gì? Các ngươi là thiên binh thiên tướng mà có thể thua một con cốc bé xíu kia ư? Không thể nào tin được. Chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng đoàn kết. Chúng tôi đoàn kết vì một mục đích chính đáng. Không có gì có thể thắng được chúng tôi. Con cốc kia, ngươi hãy nói đi, ngươi đến đây làm loạn thiên đình với mục đích gì hả? Tôi đến đây là để kiện ngài. Kiện ta chuyện gì hả? Đã 3 năm rồi, vì sao dưới trần gian lại không có một giọt mưa nào? Muôn cây khô héo, vạn vật chết khát, ngài có biết không? Sao lại có chuyện này? Long Dương, Long Dương đâu hả? Tại sao 3 năm nay ngươi không làm mưa? Bẩm Ngọc Hoàng, thần ngủ quên, mới có 3 ngày. 3 ngày trên trời bằng 3 năm dưới nhân gian, ngươi có biết không hả? Các người là thần tiên, có nhiệm vụ chăm lo cho muôn loài,
vậy mà lại lười biếng tham ăn tham ngủ để muôn loài phải chịu khổ. Các người có biết tội hay không? Cốc nè, lúc nãy ngươi đã nói ngươi là cậu ông trời, xét thấy chúng ta cũng là bà con thân thích, chuyện lần này mong ngươi bỏ qua. Chỉ cần nhà trời mau chóng làm mưa để cứu giúp muôn loài, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Này Long Dương và Thiên Lôi, các ngươi đã biết tội của mình chưa? Chúng thần biết tội. Biết tội. Ta phạt các ngươi không được ăn uống trong 3 ngày và ngay lập tức làm mưa cứu sống muôn loài. Dạ, chúng thần xin tuân lệnh. Ta xử vậy, ngươi có hài lòng không? Muôn tâu Ngọc Hoàng, trần gian được một trận mưa cứu thoát thì còn gì bằng. Chúng tôi vô cùng đội ơn ngài. Nếu hạ giới mà lại bị hạn hán, anh em chúng tôi xin phép lại lên thiên đình nữa nhé. Thôi thôi thôi, cậu không cần phải bận lòng như vậy. Cậu và ta là chỗ thân thích, cậu không cần bày vẽ lên tận đây cho mệt. Khi nào nhân gian hạn hán, cậu cứ việc nghiến răng báo hiệu, ta nghe thấy lập tức làm mưa ngay. Được như vậy thì tôi xin tạ ơn Ngọc Hoàng. Thôi, chúng tôi xin phép ra về. Thấy Cốc Tía nói năng mạnh dạn, bạn bè Cốc lại có thể trị được cả Thiên Lôi, chó thần và gà thần. Ngọc Hoàng muốn yên chuyện nên nhận làm thân với Cốc. Và từ đó, để Cốc nghiến răng là trời lại làm mưa. Quang Hô! Quang Hô! Ơi, từ nay tôi có thể luyện tập đánh trống rồi. Ôi, cuối cùng thì bộ lông mượt mà của tôi đã trở lại rồi. Thiệt là tốt quá. Ta lại trở thành mỹ nữ xinh đẹp nhất khu rừng này. Nổi nhạc lên nào, chúng ta hãy mua hát ăn phần chú thang. Thần công là cậu ông trời, ai mà thành công là trời đánh cho, ai mà thành công là trời đánh cho. La 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 la. Hôm nay về nhà chép phạt 5 cuộn giấy, đọc hết 1 chương sách về thưởng phạt nhân sinh. Lần sau tóm tắt cho ta nghe. Làm gì mạnh hơn tí xíu đi. Phép này làm sao thành tiên được. Nói gì tới việc thi tiên trưởng thành. Hay là thi làm tiểu đồng đi. Đúng rồi đúng rồi, tiên gạo làm tiểu đồng gạo đi. Nói nữa ta sẽ hút các ngươi vào đây. Ta cũng đâu cố ý ngủ gật đâu. Nhưng mà không hiểu sao, cứ ở trong lớp là ta buồn ngủ à. Còn ra khỏi lớp là mắt ta lại mở thao láo nè. Ui da. Ui da. Ông ơi, ông bị làm sao thế? Tôi đói. Đói quá. Đã 2 ngày 1 đêm không có gì ăn. Ông ta thật khốn khổ. Sư phụ nói giúp người thế nào nhỉ? Hay à, ta không thể nhớ sư phụ dạy cái gì nữa. Ta phải giúp ông ta trước. Đây, ông mau ăn đi. Sao ông lại ra nông nổi này? Cô bé tốt bụng ơi, ta sống nghèo khổ, đến nhà cửa cũng không có.
đành phải đi ăn xin kiếm bữa qua ngày. Hai ngày nay không xin được gì, đành phải chịu đói. May mà có cô cứu tôi. Thật là đáng thương. Sao ông không cất nhà rồi để dành tiền mà mua ruộng đất canh tác? Đâu có dễ như vậy. Mọi thứ đều rất đắt đỏ. Cô bé xinh xắn tốt bụng ơi, có thể cho tôi một chút thức ăn hay vài hào lẻ thôi cũng được. Đây là thóc thần. Ông chỉ cần gieo xuống đất, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần 3 ngày 3 đêm là lúa sẽ chín và có thể gặt được. Đây, ông hãy cầm lấy. Quả là thần tiên pháp lực phi phàm, lại còn tốt bụng thiện lương. Xin cảm tạ. Ông không cần làm vậy đâu. Giúp người hoạn nạn là nhiệm vụ của ta mà. Ta phải đi đây. Thật là ta đóng giả hay đến mức thần tiên cũng bị lừa luôn. Mẹ ơi, gạo nhà mình sắp hết rồi, còn lúa thì lại mất mùa. Phải làm sao đây hả mẹ? Con đừng quá lo lắng, rồi từ từ chúng ta sẽ tìm cách. Còn có mẹ đây mà. Mẹ ơi, xem kìa, ông ấy bị ốm thì phải. Này, bác có làm sao không? Tôi đói, đói quá. Đã 2 ngày 1 đêm không có gì ăn. Đây, bác hãy ăn tạm một chút cơm nắm lót dạ đi. Đây, bác uống thêm chút nước nữa. Trời nắng quá mà bác đang ốm thế này. Hay là để mẹ con tôi dìu về nhà nhé. Chà, phiền hai mẹ con quá. Tôi ăn rồi nghỉ một lát là khỏe thôi. Không sao đâu bác. Bác sống ở đâu? Bác ơi, nước thì cháu hết rồi, nhưng cháu còn mấy nắm cơm đây. Bác hãy cầm lấy ăn đỡ đi ạ. Xin đa tạ hai mẹ con tốt bụng. Đa tạ hai mẹ con. Bác đừng làm vậy. Thôi, cháu với mẹ phải về đây. Một, hai, ba, bốn, nắm cơm. Ăn về thì được 1 tuần luôn. Thóc thần, liệu có đáng tin không nhỉ? Ta thử về gieo xem sao. Trời ơi, chép thạc dài quá. Sư phụ ơi, con gãy tay mất. Mèo con à, sáng nay em thấy ta giúp gã kia trông có oai không? Xem ta làm có giống trong sách không? Đọc sách buồn ngủ quá. Thôi, ta đi ngủ luôn cho xong, để mai tính tiếp. Đây là thóc thần. Ông chỉ cần gieo xuống đất, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần 3 ngày 3 đêm là lúa sẽ chín và có thể gặt được. Ăn xin mấy năm trời, chỉ để giành được từng ngày. Ta đã tính đi tính lại, với số thóc thần này thì ta chỉ trong 1 tuần sẽ có 1 hang đầy thóc. Nhưng ông không được tưới hoặc ngâm nước. Chỉ cần chạm nước, thóc này sẽ mất hết phép, trở thành thóc thường mà thôi. Suýt nữa thì ướt hết hạt giống thần rồi. Ê, nếu ta bán thóc thần thì mọi người cũng sẽ có thóc thần thì sao? Nói ông biết, sắp tới trời sẽ hạn hán nặng lắm. Ông hãy đi báo cho mọi người để trữ sẵn lúa mà ăn. Ta sẽ tiếp tục xin ăn và tích trữ thật nhiều thóc gạo. Rồi ta sẽ ngâm thóc qua nước trước khi bán. Như vậy thì sẽ chỉ có mình ta có thóc thần. Khi hạn hán đến thì biết đâu đó lại là cơ hội của ta. Một thời gian sau, hạn hán đến đúng như lời tiên gạo đã nói. Thời tiết khô hạn, đất đai nứt nẻ. Mọi người đều đã hết thóc gạo dự trữ. Ai nấy đều thiếu lương thực và thiếu nước trầm trọng. Nguy quá, đến nay mà trời vẫn chưa mưa. Cây cối không mọc nổi, mà lương thực lại đang cạn dần. Có lẽ năm nay hạn hán to rồi, chúng ta phải tiết kiệm nước và thức ăn. Không thì
chẳng còn gì. Con bê khéo coi chừng đổ nha. Con biết rồi mẹ. Đường đến lớp thật đẹp. La 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 la. Ê, con bé sen hại ta bị phạt. Ta phải trêu nó mới được. Để yên coi, ta chỉ trêu nó một lát thôi. Con có sao không? Mẹ, con xin lỗi. Con không cố ý. Nước đổ hết rồi. Thôi, lỡ rồi con. Đi đứng phải cẩn thận chứ. Sao lại chạy nhanh quá vậy? Con xin lỗi. Tự nhiên con bị thổi bay lên trời. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Sen, cháu lấy nước nhà bác mà dùng. Mau nấu cho mẹ ít cháo đi. Dạ cảm ơn bác. Ta đâu có ngờ. Ta đã làm người tốt rồi. Tôi chết rồi, ta trễ học rồi, mau đi. Giúp đỡ con người là quan trọng, nhưng thử thách con người cũng quan trọng không kém. Phải để con người biểu hiện rằng họ có tấm lòng xứng đáng với sự giúp đỡ từ chúng ta, rằng chúng ta đã giúp đúng người. Các con nghĩ ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học. Dạ sư phụ. Chúng con chào sư phụ. Con là một học trò thông minh. Ta đã kỳ vọng ở con rất nhiều, nhưng con đã làm ta thực sự thất vọng. Sư phụ, con... Ta biết con không cố ý, nhưng sự thật là con chưa để tâm đến tầm quan trọng của công việc mà chúng ta đang làm. Chúng ta có phép thuật là để bảo vệ cây cối, là để cứu giúp con người, chứ không phải để khoe khoang hay biểu diễn thì thô. Con có hiểu không? Dạ sư phụ, con xin lỗi thầy. Con hứa sẽ không làm thầy buồn nữa đâu. Thôi được rồi, con về đi. Thưa sư phụ, con cho con hỏi một điều này. Lúc nãy sư phụ nói phải thử thách con người trước khi giúp, vậy thầy cho con ví dụ được không? Con ngồi xuống, kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện xem nào. Dạ, để con kể sư phụ nghe. Người ta, cứu tôi. Cháu đã được bà rồi. Bà có bị thương ở đâu không bà? Đói quá, tôi đói quá. Bà chờ cháu chút xíu nha bà. Bà ơi, bà ăn đã năm nướng đi ạ. À, còn măng sắp chín rồi. Cảm ơn cháu. Không có cháu chắc ta sẽ chết đói trong rừng mất rồi. Không có gì đâu bà. Mẹ cháu đã dạy phải giúp đỡ người gặp nạn. May mà cháu mới hái được ít măng và nấm. Vậy cháu nương măng và nấm hết cho bà thế này thì cháu còn gì để ăn? Cháu, bà đừng lo, bà cứ ăn no đi rồi cháu đỡ bà xuống núi. Lát nữa cháu đi kiếm thêm một ít rau rừng nữa cũng được. Nhà chỉ có hai mẹ con nên không ăn nhiều. Cháu thật tốt quá, ta không biết lấy gì để trả ơn cháu. Bà khỏe lại là cháu vui rồi. Bà đừng... Ủa? Bà ơi bà! Bà đi đâu mà nhanh thế nhỉ?
phòng thân của bà lão, ta đem về cất để gặp bà rồi trả lại. Sư phụ, liệu cô bé đó có biết lấy gạo đó mà ăn không ạ? À? Rồi con sẽ biết. Con về rồi đó à? Dạ mẹ. Mẹ ơi, con lên rừng hái được một ít rau nè, lát nữa con nấu cho mẹ ăn đỡ nha. Mẹ thấy sao rồi mẹ? Cũng mệt, nhưng mà đỡ rồi con à. Con đừng lo cho mẹ, con mau ăn uống chút gì đi, sáng giờ chỉ lo cho mẹ. Mẹ con cái sen có nhà không? Con chào bác ạ. Bác sang chơi ạ? Nhà có ít cháo với củ khoai, đem chia cho nhà chị một ít đó mà. Bác tốt quá, mẹ con cháu xin cảm ơn bác. Nghe nói bác đã hết gạo từ hôm qua, sao không để ở nhà mà dùng, lại cho mẹ con tôi thế này? Nhà chị đừng lo, tôi đang đi làm ở nhà gã tị, tiền công trả bằng đấu gạo nên chúng tôi cũng cầm cự được. Thật sao bác? Ông tỷ ấy có bán gạo không? Nhà còn chút tiền may ra. 5 đồng một cân. Trời, sao mắc quá vậy? Ai mà mua nổi? Ta đã già từng tuổi này, mới thấy hạn hán ghê gớm như lần này. May ra được thần tiên cứu giúp thì chúng ta mới thoát. Cùng bác được không? Hay để mai mẹ bớt bệnh rồi đi làm, con đi một mình sao được? Không được đâu, thầy Lan nói bệnh của mẹ phải vài ngày nữa mới khỏi, mà tiền thì không còn nhiều. Mẹ cứ để con đi coi sao, con làm việc gì cũng được. Thôi cũng được chị à, cứ để con bé đi xem có việc gì cho nó không. Đi cùng với tôi sẽ xem chừng và giúp đỡ cháu nó. Dân, thì mẹ con tôi nhờ bác vậy. Mình sẽ đi làm và lãnh gạo về cho mẹ. Vậy thì cái ống này cất đi để trả cho bà lão. Mẹ đã dạy mình không được lấy cái không phải của mình. Mà Từ từ thôi, khéo đứt rễ mất. Xong thêm một cái cây nữa được an toàn. Em cười cái gì? Ta có trách nhiệm bảo vệ cây cối các loại giữa cơn hạn hán này, cứu được cây nào hay cây đó, chứ đâu riêng gì cây lúa. Ta thấy thật tự hào, hôm nay ta đã nhờ gã ăn xin đi báo tin hạn hán cho mọi người, thế là không có ai chết đói. Còn giờ ta chỉ việc cứu các cây non thôi. Nè, mọi người có biết không, gã tị ấy trước chỉ là ăn xin thôi, không biết tích trữ ở đâu được lắm gạo bán với giá cắt cổ nên mới giàu vậy đó. Chưa đâu, giá mỗi ngày một tăng nữa, nhờ vậy mà hắn á tậu được biết bao nhiêu ruộng vườn nhà cửa trong vòng có 1 tháng à. Sao đang lúc thiên tai mà không thương xót giúp đỡ đồng bào lại ra giá trên trời như vậy? Năm nay hạn hán quá nặng, không biết chúng ta có thể cầm cự được bao lâu nữa. Sao lại có kẻ đầu cơ trục lợi trên nỗi khổ của người khác như vậy được? Chúng ta mau theo họ xem. Bán cho tôi 1 cân. Tội trước, tôi mua 1 cân. Xếp hàng vào, không chen lấn. Giá mới hôm nay là 8 đồng một cân. Nè, cũng mua vừa bán thôi. Ai muốn mua thì mua, tôi đâu có bắt buộc. Làm ăn trên nỗi khổ của người ta như vậy đó. Hình như đây là gã ăn xin ta cứu lúc trước đây mà. Mấy người đến gặt lúa phải không? Dạ đúng rồi. Đi gặt lúa mà sao đem theo con nít vậy? Ông không nhớ cháu sao? Lúc trước cháu và mẹ từng cho ông cơm nắm lúc ông bị xỉu đó. Con bé này, ai mà biết mày, đừng thấy sang bắt hoàng làm họ nha.
nếu đến đây để ăn dạ thì mau xéo đi kẻo tao báo quan đó. Thưa ông, cháu nó còn nhỏ, xin ông tha cho. Xin ông xem có việc gì cho con bé làm với. Nhà nó thì nghèo, mẹ nó lại đang bệnh. Nói thế còn tạm nghe được, nhưng ở đây đủ người cả rồi, chỉ có công việc cắt lúa thôi. Thưa ông, việc đó so với sức con bé thì nặng quá. Làm thì làm, không thì về, đừng lôi thôi. Nên nhớ, còn có rất nhiều người đang chờ công việc này mà không được đó. Ở đâu ra mà xử tệ với người ta như thế? Tà quả đã làm khi giúp ngươi, tà sẽ cho ngươi biết tay. Ai, ai vừa cốc đầu ta? Ta mà biết kẻ nào thì... Các ngươi im hết cho ta, ta trừ tiền công các ngươi. Các ngươi hùa nhau sỉ nhục ta có phải không? Dạ, không có. Con nhỏ kia chính mi làm cho ta bẻ mặt. Hôm nay riêng nhà ngươi bị trừ nửa tiền công. Cháu có làm gì đâu, xin ông đừng trừ công của cháu. Ông hãy suy nghĩ lại, nó còn nhỏ, mẹ nó lại đang bệnh. Ai nói giúp nó sẽ chia nửa tiền công với nó luôn. Thôi đi cháu, đôi co với ông ta mình chỉ thiệt thôi. Đúng vậy, cái thứ gì bất nhân quá vậy, con nít mà cũng bắt nạt được. Đúng là vô lý, quá vô lý mà. Ta sẽ cho hắn một bài học. Đau. Sư phụ, người làm gì vậy? Đau con. Con đó, lại làm cái gì vậy? Hết chuyện làm rồi, đi phá phách chọc ghẹo người khác. Con đang trừng phạt hắn, hắn ỷ có thóc thần rồi nâng giá vô tội dạ, còn ức hiếp mọi người. Vậy hắn có thóc thần là do đâu? Vì sao hắn biết có hàng hắn mà tích trữ rồi bán với giá cao được? Con dạ, là con nói cho hắn biết là con đã đưa thóc thần cho hắn. Con đã làm, con... Con đã thấy hậu quả của việc không chịu học hành đến nơi đến chốn chưa? Bây giờ thành ra lại giúp lầm kẻ xấu, nên con đang trừng phạt hắn. Vậy con được gì ngoài một trận cười? Còn cô bé kia thì lại bị phạt oan uổng. Từ giờ ta sẽ thu lại phép thuật của con. Sư phụ, không! Một trận lụt sắp tới, con phải làm sao cứu được mọi người ở làng này trong thân phận người thường. Xong việc, ta sẽ trả lại phép thuật cho con. Sư phụ, con biết lỗi rồi, đừng bỏ con mà sư phụ ơi. Con đừng có buồn nữa, mẹ đã nghe bác hàng xóm kể hết việc ở nhà gã tị rồi. Nhưng đáng ra con phải được nhiều gạo hơn cho mẹ. Mẹ con mình có thể ăn cơm, tự nhiên bị bắt vì tội mình không làm. Gã ta đã muốn bắt bí con thì dù con có làm gì cũng không thoát được đâu, miễn là con biết con trong sạch là được. Mẹ thì thấy rất vui vì con nay đã lớn rồi, biết đi làm giúp mẹ. Ăn cháo này vào, mẹ thấy khỏe hẳn ra. Mà tôi bị phạt mất hết phép rồi nè. Ai bảo cô chọc gã nhà giàu làm chi? Còn cô,
phải cho cô ống thóc rồi đó thôi. Ống thóc? Chả lẽ cô là bà lão trên rừng? Chứ còn ai nữa? Cô không nói là cho thì ai mà dám ăn chứ? Có phải là đồ của tôi đâu? Cô không ăn? Đương nhiên là không ăn rồi. Tôi nghĩ là đồ của bà cụ đánh rơi. Tôi còn định tìm bà ấy để trả. Ai mà biết do tiểu quỷ như cô quá phép cho. Đúng vậy. Là tôi hại cô. Tôi đã giúp đỡ sai người. Tôi sẽ không thể trở thành tiên trưởng thành được nữa. Thôi thôi đừng khóc nữa. Nín đi. Mau vào nhà tôi một lát đi. Thì ra bạn là tiên thật. Lại còn bị lấy hết phép. Giờ bạn tính sao? Sư phụ nói trong trận lụt sắp tới, nếu tôi có thể cứu hết mọi người mà không dùng phép thuật thì sẽ trả lại phép cho tôi. Tôi chỉ mới làm tiên có 500 năm mà chưa được thi làm tiên trưởng thành, đã mất hết phép. Nếu không trở lại được, tôi biết sống sao đây? Dù chúng ta đã hiểu lầm nhau, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn bạn đã có ý giúp tôi. Liệu người ta có tin con nít như mình không? Ừ, tôi sẽ thuyết phục mẹ và bác hàng xóm. Nếu họ tin thì mọi người cũng sẽ tin thôi. Giờ ta phải thử mọi cách chứ biết sao. Bạn không cần đi làm nữa, cứ lấy ống thóc của tôi mà dùng. Hết nó lại đầy, bạn không cần lo đâu. Hôm sau, Sen đem chuyện của Thiên Gạo nói với mẹ. Hai cô bé cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ và bác hàng xóm tin là sắp có lũ lụt lớn. Làng mình đã đi hết chưa? Còn có ai nữa không? Còn tên Tị, hắn một mực đem theo tất cả của cải nên đến giờ vẫn chưa đi. Xin bạn hãy chăm sóc cho con mèo của tôi. Nếu gặp nhau thì tôi sẽ nhận lại. Chúng ta mau đi thôi, bạn ấy sẽ theo kịp thôi. Ông còn không mau chạy đi, rốt cuộc đến bây giờ thì mạng cũng không giữ được đó. Ngươi thì biết gì, trời còn nắng chang chang thế này, khi nào mới lụt được? Ta không thể bỏ lại của cải được. Ta không muốn nghèo như trước nữa.